Đúng vậy, tôi là người đồng tính. Khốn nạn! Mình trở về là một thành phố rách ớ ôm như xưa đi. Em không cần biết. Anh... Tất cả mọi thứ tôi làm đối với anh chưa đủ hả? Anh thất nghiệp. Tôi có bỏ anh đâu. Cuối cùng anh lại đối xử với tôi vậy hả? Là tại cô tự nguyện. Tôi đâu có ép cô. Tôi đã điên. Đã điên thì mới yêu anh. Rồi anh cũng sẽ nhận được quả báo thôi. Cá, ai điểm tốt lắm. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Chuẩn bị cảnh cho tiếp. Rồi, ok. Rồi, mọi người ơi, nhanh nhanh nè. Qua cho bay cho đại nè. Anh diễn xuất càng càng tiến bộ rồi đó. Anh còn phải học em nhiều. Thôi em đi chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo. Ok em. Tốt lắm. Dạ. À, đây là cái kịch bản cho phân đoạn tiếp theo nè. Em lại đọc thoại đi. Dạ, cảm ơn. Anh làm cái gì vậy hả? Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Bây giờ phải cậu phải ý thức cậu là một diễn viên nổi tiếng. Cắt đứt quan hệ với mấy đứa bạn vô bổ đi. Những cái mối quan hệ như vậy nó chỉ làm cậu tốn thời gian mà thôi. Nếu mà có thời gian á thì đi ra bắt chuyện với đạo diễn, diễn viên kia kìa. Đó mới là những mối quan hệ cậu phải tiếp xúc. Hiểu chưa? Đây là bạn em, là những người đã giúp em trong lúc em còn khó khăn. Anh không được nói như vậy. Không được nói cái gì? Bạn? Bạn cậu có ăn được không? Có giúp cậu kiếm tiền không? Không giúp gì tôi like của cậu hết. Tôi không biết nói gì với cậu hết. Cậu chỉ là một diễn viên mới mà thôi. Còn tôi lăn lộn trong cái giới này bao nhiêu năm rồi. Tôi biết tôi cần phải làm cái gì. Cậu đừng có thái độ như vậy. Tất cả những cái gì tôi làm là đều vì cậu hết. Anh Tường ơi. Dạ, có bên phóng viên dạ. Xin phỏng vấn của anh Lương ạ. Phóng viên bên má này. Dạ em cũng không biết nữa, em chỉ chuyển lời thôi. Ok, cảm ơn em. Để anh ra nói chuyện trực tiếp với họ luôn. Dạ, vậy em đi nha, anh chào hai anh. Sắp tới cảnh quay mới rồi, lo học kịch bản đi, đừng có suy nghĩ bẩn quơ. Còn điện thoại của cậu, tôi sẽ tạm giữ cho tối. Anh Lâm tới kìa. Anh Lâm ơi. À, các bạn bình tĩnh, Anh Lâm ơi, cho em hỏi là sắp tới dự án của mình là gì ạ? À, Lương Trần đang tham gia một bộ phim tình cảm lãng mạn. Các bạn phải nhớ đón xem nha. Anh ơi, tụi theo đuổi anh. Tụi tao đây nè. Tao mày á. Anh ơi, dự án của mình là gì?
theo lịch trình á thì bây giờ Luân Trần á phải đến di chuyển tới một địa điểm khác rồi. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Nhưng mà hẹn lần sau nha. Bây giờ chúng ta phải di chuyển liền rồi. Bây giờ chúng ta phải di chuyển liền rồi. Anh Lân ơi, anh Lân. À, hiểu rồi. Nay người ta là ngôi sao lớn mà. Anh em bạn bè con mẹ gì nữa. Đúng rồi, phí thời gian mà. Về, để tao chóng mắt lên coi nổi tiếng được bao lâu ha. Giờ bắt đầu quay rồi nên là 5 giờ phải dậy sớm để còn di chuyển ngoài cúp nữa. Lịch trình thì quay có thể đến 11 giờ đêm nè, rất là mệt nên là nghỉ ngơi sớm đi nha em. À nhớ đừng có đi đâu đó. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi, nến đi. Ước nha, ước nha, ước. Sinh nhật mày, tụi tao không có cái gì hơn, có mấy món quà đơn sơ á. Thì cũng đừng có buồn, vui lên nha. Ai mà cho tao hỏi này nha. Gì? Mấy đen chưa đủ hay sao? Mua cái kem đen y chang mày luôn á. Tao giả mày bây giờ. Tao tại tao thấy nó lạ lạ chứ nó cũng giống tao nên tao mua. Ờ, kệ cũng chấp nhận đi, tấm lòng lắm rồi. Thôi thì dù gì cũng cảm ơn bà, cảm ơn ông đã chúc mừng sinh nhật tôi nha. Có gì kiếm mở coi mày, có cái laptop, mày có laptop mà. Ừ, mở phim coi. Có phim là hay lắm, phim này hợp với không khí luôn. Phim gì ạ? Phim ma. Bình tĩnh các bạn, bình tĩnh. Anh ơi, cho tụi em hỏi là sắp tới dự án của mình là gì ạ? À, sắp tới thì Lương Trần đang tham gia một bộ phim rất là lãng mạn. À, các bạn nhớ đón xem nha. Lại là có nữa. Tao nhìn mà tao tức. Tức lên độ muốn hết PD luôn. Tức cái gì? Tao là cứ nghĩ mày không tới luôn. Hôm nay sinh nhật Thành mà. Sao tao không tới được? Ủa? Vậy chứ sáng cái đứa nào hả mà ở đây hả nguyên trong đám mà gọi chứ chó chết vậy. Nhưng mà giả bộ làm lơ, mắt không nghe, tao không thấy. Trời ơi, chắc tưởng mình thấy xe bắt quay làm họ. Trời cũng nói ghê. Trời, thôi dù gì nó cũng tới rồi là vui rồi. Sao tụi mày lại nghĩ tao như vậy chứ? À em, đây là quà sinh nhật của em, anh đã chuẩn bị sẵn. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Em cảm ơn anh. Công việc của anh dạo này thế nào rồi? Có ổn lắm không? Cũng bận lắm em, nhưng anh vẫn cố gắng được. Chỉ có điều là quản lý của anh hơi chặt, nên đôi lúc anh không thể nghe điện thoại của em được. Hôm nay anh đi thế này, có bị sao? Cùng lắm thì cũng bị la một trận. Cũng không có gì quan trọng, em đừng có lo. Anh ốm đi nhiều rồi,
Em cũng vậy mà. Anh nhớ em nhiều lắm. Em cũng vậy. Anh sẽ sắp xếp công việc để có thể bù đắp cho em những khoảng thời gian trước đây từng vì anh mà vất vả như thế này. Em không cần anh phải bù đắp cho em. Em chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là được. Đêm qua cậu đã đi đâu? Sao anh biết? Không phải một mình tôi biết, cả cái đất nước này biết hết rồi. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cắt đứt quan hệ với những đứa đó đi, không ích lợi gì hết. Cậu sợ người ta không biết là cậu đồng tính hay sao? Nửa đêm còn mò tới nhà người yêu mình. Hay rồi. Bây giờ thì cả nước biết rồi. Cậu hỏi tôi, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải xử lý như thế nào đây? Vậy thì nói là sự thật đi. Em cũng không muốn lừa dối fan, và cũng không muốn lừa dối những người đã quan tâm mình. Cậu muốn nói đúng không? Đền hợp đồng đi, rồi muốn nói gì nói. Cậu nên biết, cậu chỉ là một quân cờ thôi. Công khai sự thật. Cậu nghĩ gì vậy? Vừa có sự nghiệp, vừa có tình yêu. Đâu có chuyện nào dễ dàng như vậy. Chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Bây giờ, nếu mà cậu chọn tình yêu, hãy chuẩn bị tinh thần mà trở về là một thằng hố rách ớ ôm như xưa đi. Còn nếu chọn sự nghiệp, tôi sẽ dốc hết sức mình đưa cậu lên đỉnh vinh quang. Điều đó tôi làm được, và chấm dứt ngay cái chuyện tình cảm này cho tôi. Nhưng cũng đừng có lo lắng, công ty đã sắp xếp một cuộc họp báo. Chiều nay cậu và ca sĩ Trâm Anh sẽ xác nhận là đang hẹn hò với nhau để soi dịu tình hình trước đã. Còn về phía Thằng Thành, để tôi xử lý. Anh định làm gì? Giờ cậu mới biết lo lắng hả? Nếu mà biết lo lắng á, thì ngày hôm qua đừng có trốn ra ngoài. Tất cả mọi chuyện đều cho cậu mà ra mà. Bây giờ cậu đừng có trách tôi. Đi theo tôi. Luân, cậu xem đi. Đây là các câu trả lời để xíu nữa phỏng vấn. Tất cả đã được sắp xếp hết rồi, nhưng mà cậu phải học để còn ứng phó với các tình huống nữa. Em là một diễn viên, chứ không phải là một con rối. Em chỉ muốn diễn trên phim,
chứ không muốn diễn ngoài đời. Cậu làm vậy là có ý gì? Cậu muốn gì? Nói ra toàn bộ sự thật. Sao cậu dám? Em yêu ai, đó là quyền của em. Anh nói chỉ được chọn một trong hai, vậy em lựa chọn hành động để có được cả hai. Thằng khốn nạn! Nhịn không có nghĩa là tôi sợ anh, mà có điều là anh không đáng để tôi phải phản kháng lại thôi. Rồi mày sẽ hối hận. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Trò Chuyện Cùng Sao trên kênh Molly Network. Mình là Thanh Huyền. Đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ trò chuyện cùng nam diễn viên được yêu thích nhất hiện nay. Xin trân trọng giới thiệu diễn viên Luân Trần. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Luân Trần. Rất vui và hân hạnh khi được tham gia chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên chương trình muốn gửi đến Luân. Dạo gần đây có tin đồn rằng Luân là người đồng tính và đang hẹn hò với một chàng trai. Luân nghĩ sao về tin đồn này? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đúng vậy, tôi là người đồng tính. Luân có thể nói dối về giới tính của mình, nhưng Luân không muốn làm điều đó. Luân không muốn nói dối những người xung quanh Luân. Tất cả những tình cảm của khán giả đối với Luân đều là sự thật. Và Luân muốn dành những điều thật nhất để dành cho họ. Luân là người đồng tính, nhưng Luân tự hào về giới tính của mình. Cuộc đời là một sân khấu, và những người đồng tính là những diễn viên, và Luân cũng là một diễn viên. Khi đối mặt với tất cả mọi người thì Luân đóng vai là một người bình thường, vào vai, nhập vai trong mọi hoàn cảnh. Khi vai diễn kết thúc thì Luân trở lại là chính con người của mình. Nhiều lúc Luân cảm thấy buồn và rất là mặc cảm, bởi vì khi sinh ra mình đã như vậy. Nhưng khi nhìn lại thì Luân lại nghĩ khác. Tại sao chúng ta không sống thật với bản thân của mình? Vì tôi và những người bạn khác đều không có tội. Đa số trong chúng tôi là những người có học thức, có địa vị. Vì vậy, chúng tôi cần được sống với tình cảm của mình, và sống sao có ích cho xã hội là được. Bên nhà sản xuất có hỏi anh là phim mới này có ý định chọn ai làm diễn viên chính chưa? Nếu chưa thì họ có đưa ra gợi ý là diễn viên Thanh Phong, anh có ý kiến sao? Nói với họ là không cần đâu. Tôi đã có diễn viên chính cho mình rồi. Staring out over miles of land without it.